Cứ vào bếp là các thánh sống này lại khiến dân mạng dậy sóng. Dân mạng lại được mẻ cười đau lăn lộn vì những kiệt tác có một không hai mỗi khi những thánh nhà bếp tung chiêu. Người ta vào bếp là để nấu mì, tôi đây vào bếp là để làm mì siêu tốc made by mi, siêu tiện và tiết kiệm đến bất ngờ. Em nghe lời bọn bạn bảo làm bánh mì kẹp kem, các bác bảo em... Tại làm sao mà nó lại thế này không ạ? Khắp khách phiên bản con nhà người ta và phiên bản hai dâu con nhà mình. Một màu xanh xanh chấm thêm vàng vàng, thế là da em. Nhiều khi cũng một lần nói ra hết tất cả. Em đây là xúc xích đấy, mọi người đừng tưởng là bạch tuộc, chỉ là hơi bung lụa quá đà thôi. Minion V9.0 đục khuét tâm hồn. Thực sự thì sau khi mở nắp lò ra thì em cũng không nhận diện được đây là cái gì nữa. Yêu anh đi, nhà anh có đàn gà dù, chất lơ lừ, lừ. Em chỉ muốn câm nín khi thấy chiếc bánh ra lò. Phiên bản Panda đại ca xã hội đen ngước mắt lên trời hận đời vô đối. Cay đắng khi nhận ra dòng đời xô đẩy khiến em trở thành dâu cháy. Không thể hiểu đây nó là cái giống gì nữa các mẹ ạ. À. Em không tin đây lại chính là sản phẩm do em làm ra. Mẻ bánh sừng bò ra lò là rụng rời chân tay. Gót đẳng cấp cũng chỉ đến như thế này mà thôi. Công thức chuẩn nhưng thành phẩm thì hình như có gì đấy sai sai Mẹ em bảo lấy thịt ra và cho vào nồi giã đông giúp mẹ Em đâu có định tạo hình nhưng không ngờ nó lại ra núi lửa ạ Đến giờ cả nhà em vẫn không quên chiếc bánh dung nham này Cả nhà em không ai dám ăn nên em đành tiên phong thưởng thức bánh cookie bong bóng made by me Ừ thì tại nhà em mất điện mẹ bảo em bắt nồi lên bếp ga mà đun. Mì nuôi xào phô mai phiên bản lỗi. Pizza con bạch tuộc nghìn tay. Chỉ làm mì thôi nhưng cũng phải sáng tạo để có những bức ảnh để đời. Em buồn lắm các bác ạ. Chỉ quay ra côi vào có mấy phút thôi mà cả bếp đã nổ tung. Suýt nữa hôm nay nhà em được ăn thịt mèo luôn rồi. Sự cố nhà bị cắt nước Cần lắm ai đó cho em xin thêm 500 ánh sáng Để em về hành tinh của mình Đã làm đúng công thức rồi mà sao vẫn thê thảm thế này nhỉ Mẹ em đã ám ảnh một đời và thề không bao giờ cho em bước chân vào bếp kể từ khi nhìn thấy những thành phẩm độc nhất vô nhị này.